Từ ngày mai mùng 1 tháng 7, luật căn cước chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý dân cư, cải cách hành chính. Đến thời điểm này, Công an Thanh Hóa đã hoàn thành các hạng mục chuẩn bị, sẵn sàng mọi điều kiện để triển khai luật căn cước. Ngay từ tháng 3 năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, phân loại, dự báo số lượng công dân trong diện cần cấp căn cước để xây dựng phương án thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho phù hợp với tình hình thực tế. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở cũng đã phối hợp với các địa phương, ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, quán triệt đầy đủ nội dung luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên. Công an Thanh Hóa đã kiện toàn nguồn nhân lực, bố trí đủ nhân lực phục vụ công tác cấp thẻ căn cước cho công dân, nhất là ở những địa phương có dân số đông, và đồng thời tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ, đảm bảo thành thạo trong thực hiện các quy trình thu nhận xử lý hồ sơ, và trọng tâm là những quy trình mới so với quy trình thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân trước đây, như là thu nhận mống mắt, giọng nói, ADN, quy trình nạp thông tin cập nhật điều chỉnh vào thẻ căn cước, quy trình thu nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Thứ ba là rà soát bổ sung sửa chữa các trang thiết bị, nâng cấp hệ thống, đảm bảo phục vụ tốt công tác cấp thẻ căn cước cho công dân trên địa bàn. Theo rà soát của Công an tỉnh Thanh Hóa, khi bắt đầu triển khai luật căn cước, dự kiến toàn tỉnh sẽ có hơn 1 triệu người dân nằm trong diện được cấp thẻ căn cước. Hiện Công an Thanh Hóa đã cập nhật xong phần mềm thu nhận căn cước công dân mới, sẵn sàng thực hiện thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước từ ngày mai, ngày 1 tháng 7.